chào quý vị đang theo dõi bản tin Trước Ống Kính của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước được chuyển tải trong bản tin Trước Ống Kính phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày. Thông tin từ Ống Kính An ninh sẽ là kết nối đầu tiên. Thưa quý vị, trong những bản tin trước, chúng tôi đã phản ánh tội phạm ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Người trẻ rất dễ bị tác động và lôi kéo. Chỉ một mắt xích gia đình, nhà trường hay xã hội buông lỏng, những người trẻ thiếu vốn sống lại hiếu thắng, rất dễ dàng sa ngã trượt dài. Liên quan đến đối tượng này, hôm qua 30 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Quang Minh, trú tại phường 7 thành phố Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Chỉ mới 21 tuổi nhưng Trần Quang Minh đã từng có một tiền án 5 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản. Đối tượng này vừa mãn hạn tù trở về địa phương đầu năm 2018 thì lại vi phạm pháp luật. Theo thông tin ban đầu, lúc 7 giờ sáng 25 tháng 10, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Vũng Tàu phối hợp với công an phường 2 kiểm tra nhà nghỉ Du Mỹ Hân nằm trên đường Phan Chu Trinh và phát hiện 10 thanh thiếu niên đang sử dụng ma túy tại nhiều phòng khác nhau. Riêng tại phòng 202 của nhà nghỉ do đối tượng Minh thuê để ở, lực lượng công an phát hiện thu giữ 4 viên thuốc lắc, một gói chất bột màu trắng khoảng 10 gram, nghi là ma túy đá cùng nhiều đao, kiếm, dao thái lan, bình xịt hơi cay. Làm việc với cơ quan công an, Minh khai nhận số ma túy và hung khí trên là của y. Cũng tại Bà Rịa Vũng Tàu, vào lúc 10 giờ trưa hôm qua 30 tháng 10, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã tiếp cận được tàu cá BV4469TS bị phá nước do ảnh hưởng của bão Kyoto. Khu vực biển lúc tàu gặp nạn cách mũi Vũng Tàu 46 hải lý về phía đông nam, có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao trên 2 mét. Trên tàu có 24 thuyền viên. Sau khi tiếp cận, tàu SAR 413 đã cử một tổ kỹ thuật sang kiểm tra, khẩn trương hỗ trợ bơm nước và khắc phục chống chìm cho tàu, đồng thời chăm sóc động viên các thuyền viên trên tàu. Để bảo đảm an toàn cho tàu và các thuyền viên, tàu SAR 413 đã hỗ trợ và khẩn trương đưa tàu BV4469TS cùng 24 thuyền viên về cảng Trung Tâm 3. Vượt qua sóng to gió lớn, đến 21 giờ tối 30 tháng 10, lực lượng cứu nạn của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã đưa toàn bộ 24 ngư dân và tàu cá gặp nạn ở vị trí cách mũi Vũng Tàu 46 hải lý về phía đông nam, về cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 thành phố Vũng Tàu an toàn. Trước đó khoảng rạng sáng, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 nhận được thông tin từ chủ tàu BV4469TS là ông Nguyễn Thanh Thuận ở ấp Hải Điền, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền cho biết. Tàu của ông có 24 thuyền viên đang trên hành trình về bờ để tránh bão Kyoto thì bị phá nước phần mũi, nước tràn vào tàu, có nguy cơ chìm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát thông báo hàng hải khẩn cấp, yêu cầu tất cả tàu thuyền hoạt động trong khu vực hỗ trợ tàu bị nạn và điều động tàu ra hiện trường cứu nạn. Thưa quý vị, trộm cắp cướp giật vẫn cứ diễn ra mọi lúc mọi nơi khi chúng ta lơ là chủ quan. Thế nhưng cũng có trường hợp cướp giật liều lĩnh công khai, như tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một địa bàn bình yên trong nhiều năm qua. Vậy mà tối 25 tháng 10 vừa qua đã xảy ra một vụ cướp táo tợn gây lo lắng cho người dân địa phương. Với quyết tâm phải nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án, đưa thủ phạm ra trừng trị trước pháp luật, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân địa phương, lực lượng điều tra công an huyện Đất Đỏ đã bắt giữ thủ phạm gây án chỉ sau gần 4 ngày tập trung phá án. Gần một tuần trôi qua nhưng ông Trần Kim Quang vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc ông bị cướp tài sản. Khoảng 20 giờ 30 phút tối 25 tháng 10, ông Quang điều khiển xe máy đến khu vực hầm cát của công ty nơi ông làm việc tại ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mới dừng xe thì ông bất ngờ bị một đối tượng dùng dao uy hiếp cướp đi chiếc xe máy, điện thoại di động, một bóp da bên trong có 150.000 đồng và các giấy tờ tùy thân. Vừa thắng xe lại trước chỗ thềm nhà, tắt mấy xe. Tắt xe cho một lần là tắt xe rút chìa khóa mở cửa, mà tắt xe chưa kịp rút khóa đằng sau, e cổ người quản hùng. Địa bàn xã Lộc An, huyện Đất Đỏ vốn là địa bàn bình yên lâu nay. Khi vụ án cướp tài sản này xảy ra, người dân địa phương không khỏi hoang mang, lo lắng. Với quyết tâm phải nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án, bắt giữ thủ phạm gây án, đồng thời trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ngay trong đêm, đội cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, công an huyện Đất Đỏ đã phối hợp với công an xã Lộc An truy bắt đối tượng gây án. Qua công tác xác minh, rà soát cùng với
lời khai bị hại và thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, thì tổ công tác xác định được đối tượng Nguyễn Tấn Vũ, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú ấp An Bình, xã Lộc An, là đối tượng nghi vấn. Khi được mời đến cơ quan công an làm việc, đối tượng Nguyễn Tấn Vũ quanh co, không thừa nhận hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén và các chứng cứ, tang vật mà cơ quan công an đã thu thập được, Vũ đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp. Theo lời khai của Vũ, thời gian gần đây, y không có việc làm, bản thân chơi đá gà, ăn tiền bị thua lỗ, nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngay sau khi chiếm đoạt được chiếc xe máy, Vũ điều khiển xe chạy đến huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thế chấp lấy 7,2 triệu đồng. Con dao gây án và các giấy tờ tùy thân của nạn nhân, Vũ đã ném xuống sông Dinh, thành phố Bà Rịa phi tang. Hiện cơ quan công an đã thu hồi chiếc xe máy mà đối tượng này chiếm đoạt và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định. Trước những thủ đoạn liều lĩnh, táo tợn của tội phạm cướp giật tài sản, nhất là dịp cuối năm, bên cạnh các biện pháp đấu tranh của lực lượng chức năng, chúng tôi mong rằng mỗi người, mỗi nhà hãy nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, phối hợp chặt chẽ, thông báo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện những dấu hiệu đối tượng khả nghi để việc xử lý hiệu quả. Và thêm một lần nữa, chúng tôi khuyến cáo với quý vị, khi đi đường không nên đeo túi xách, trang sức quá lộ liễu hoặc cầm trên tay điện thoại di động, tránh tạo cho bọn trộm cướp có cơ hội gây án. Đây cũng là hành động thiết thực chung tay với lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật. Đến đây, bản tin Trước Ống Kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin tạm dừng. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn, trên Fanpage Thời sự BRT, trên YouTube Thời sự BRT. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử Trước Ống Kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.